Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái cuốn lá như thế này. Mình có thể dùng để trang trí nón nè, giống như là trang trí nón dâu, nón cà, hoặc là mình có thể trang trí móc khóa, làm trái dâu, trái cà đều được. Đây là cái cuốn, rất là dễ thương luôn và rất là dễ móc. Ở đây mình sẽ sử dụng len miêu bò và kim móc. Ở đây mình dùng kim 3.5mm. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại kim với những cái số khác cũng được. Thì mình sử dụng kim này thì sẽ ra sản phẩm như thế này. Còn các bạn sử dụng kim to hơn thì ra sản phẩm hơi to hơn, hoặc là kim nhỏ hơn thì sản phẩm sẽ nhỏ hơn. Và còn tùy vào tay móc của các bạn nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nha. Để móc được cái cuốn này, đầu tiên thì mình sẽ tạo một vòng ma thuật. Rồi để tạo được vòng ma thuật, các bạn sẽ đưa cọng len vào lòng bàn tay mình. Các bạn quấn hai vòng vào ngón tay. Quấn hai vòng vào ngón tay. Sau đó các bạn đưa kim vào cả hai vòng. Các bạn lấy sợi kéo qua. Lấy sợi một lần nữa để rút lại. Rồi, sau khi mình đã lấy sợi và rút lại được, mình được cái vòng như thế này. Các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi kép vào cái vòng này. Đầu tiên các bạn sẽ lấy sợi, cho kim vào vòng, kéo sợi qua một lần. Kéo lên, rút qua một lần 2 cộng. Kéo qua một lần nữa, được một mũi nữa kép. Tương tự như vậy các bạn thực hiện tiếp cho mình 4 mũi nữa kép nữa. Lấy sợi, cho vào vòng, lấy sợi qua, rút qua một lần, rút qua hai lần, được hai mũi nữa kép. Tiếp tục lấy sợi, cho vào vòng, rút qua một lần, rút qua hai lần, được ba mũi nữa kép. Tiếp tục mình thực hiện thêm hai mũi nữa kép nữa, bốn mũi nữa kép, năm mũi nữa kép. Rồi, mình đã thực hiện được 5 mũi nữa kép. Bây giờ mình rút sợi. Đây có cọng dây các bạn. Các bạn kéo lại. Sau đó, mình trượt vào cái mũi kép đầu tiên. Mình trượt vào đây một mũi trượt. Kéo qua luôn. Rồi, tiếp tục. Ở hàng thứ hai các bạn lên cho mình 3 bến. Bạn lên cho mình 3 bến. Ở chân bến này các bạn thực hiện cho mình một mũi nữa kép. Lấy sợi, thực hiện một mũi nữa kép. Ở đây 3 bến và một mũi nữa kép này, mình đã được 2 mũi. Chân tiếp theo này mình cũng thực hiện 2 mũi nữa kép vô chung một chân. 2 mũi kép nha các bạn, mình nói nhầm. 2 mũi kép vào chung một chân. Chân tiếp theo này mình cũng thực hiện 2 mũi kép vào chung một chân. Chân tiếp theo cũng thực hiện 2 mũi kép vào chung một chân. 2 mũi kép vào chung một chân. Chân tiếp theo 2 mũi kép vào chung một chân. Hai mũi kép vô chung một chân. Rồi ở đây mình sẽ trượt vào chân mũi kép này một mũi trượt. Chân mũi kép đầu tiên một mũi trượt. Rồi mình đã xong hàng thứ hai. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện những cái nhánh của cái cuốn nè các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 6 bến. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
tục lên cho mình thêm hai bính nữa. 1 2. Ở chân bính thứ 6 hồi lúc nãy mình móc vào đây một mũi đơn. Rồi. Chân bính tiếp theo móc cho mình một mũi nữa kép, một mũi kép. Chân bính tiếp theo một mũi kép. Tiếp theo cũng móc cho mình một mũi kép. Đây, có nghĩa là chân đầu tiên một mũi đơn. Ba chân tiếp theo mình móc mỗi chân một mũi kép. Còn lại hai chân cuối này mình sẽ thực hiện mũi kép đôi vào hai chân cuối này. Kép đôi thì các bạn sẽ lấy hai lần lên. Lấy được hai lần. Rồi, thực hiện cho mình mũi kép đôi. Rút qua một lần, hai lần, ba lần. Rồi mình thực hiện lại một lần nữa mũi kép đôi, lấy hai lần lên. Rút qua một lần. Rút qua hai lần. Rút qua ba lần. Rồi mình được cái nhánh đầu tiên. Rồi các bạn nhìn đứng đây. Mình bỏ qua một chân đầu tiên. Đến chân thứ hai của phần cuốn, các bạn trượt vào đây cho mình một mũi trượt. Rồi, đã xong, mình đã thực hiện xong cái nhánh đầu tiên của cái cuốn lá. Tiếp tục mình thực hiện nhánh thứ hai, cũng lên 6 bính. 1 2 3 4 5 6. Rồi mình tiếp tục lên 2 bính nữa. 1 2. Ở chân bính thứ 6, mình thực hiện một mũi đơn. Rồi, ở ba chân bính kế tiếp, mình sẽ thực hiện mỗi chân một mũi kép. Mũi kép đầu tiên. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Ở hai chân còn lại mình lại tiếp tục thực hiện hai mũi kép đôi. Lấy lên hai lần. Thực hiện mũi kép đôi đầu tiên. Kép đôi thứ hai. Rồi, xuống phần cuốn này mình cũng cắt ra một chân. Chân thứ hai mình trượt vào đây một mũi trượt. Mình đã xong được hai nhánh của cái cuốn. Tiếp tục đến nhánh thứ ba, mình cũng lên 6 bính. 1 2 3 4 5 6. Mình tiếp tục lên 2 bính nữa. Ở chân bính thứ 6 này mình móc một đơn. Ở ba chân tiếp theo của dải bính này mình móc mỗi chân một mũi kép. Mũi kép đầu tiên. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Ở hai chân cuối của dải bính, mình thực hiện mũi kép đôi. Mũi kép đôi đầu tiên. Mũi kép đôi thứ hai. Rồi ở phần cuốn này mình cũng cắt ra chân. Chân thứ hai này mình trượt vào đây một mũi trượt. Mình được ba nhánh của cái cuốn lá. Tiếp tục nhánh thứ tư này mình cũng lên 6 bính. 1 2 3 4 5 6. Rồi mình cũng lên 2 bính. 1 2.
Ở chân bính thứ 6 này mình móc một mũi đơn. Ở ba chân bính tiếp theo mình móc mỗi chân một mũi kép. Mũi kép đầu tiên, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba. Hai chân bính còn lại mình thực hiện mỗi chân một mũi kép đôi. Mũi kép đôi đầu tiên, mũi kép đôi thứ hai. Mình cũng cắt ra một chân trượt vào chân thứ hai. Mình được 4 cái nhánh của cái cuốn lá. Còn nhánh cuối cùng mình cũng thực hiện tương tự lên 6 bính. Rồi, tiếp tục lên 2 bính. Ở chân bính thứ 6, mình móc vào một mũi đơn. Ba chân bính tiếp theo mình móc mỗi chân một mũi kép. Mũi kép đầu tiên, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba. Ở hai chân bính còn lại mình thực hiện mỗi chân một mũi kép đôi. Mũi kép đôi đầu tiên, mũi kép đôi thứ hai. Rồi ở đây mình cũng còn một chân bính đầu tiên, một chân bính cuối nè, mình cắt ra và mình trượt vào cái chân bính đầu tiên, cái nhánh đầu tiên luôn. Rồi mình rút lại. Rồi các bạn cắt chỉ. Rồi đây là sản phẩm sau khi mình móc xong. Rồi các bạn rút chỉ và giấu chỉ. Sau đó các bạn thực hiện khâu vào cái nón để được cái cuốn như thế này. Rất là dễ thương luôn. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy đăng ký cho mình để ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hơn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.